Dạ bác, mọi thứ được chuẩn bị xong hết rồi ạ. Ừ, tốt. Thằng Khôi nó mới gọi về, nói là xe bệnh viện đã đi rồi. Dạ. Tôi lên đây để bàn với cô về chuyện chăm sóc cho thằng Bảo sắp tới. Dạ, có chuyện gì bác cứ nói con. Tất cả các loại thuốc điều trị chấn thương cho thằng Bảo thì cô tiếp tục cho nó sử dụng. Còn thuốc tan máu bầm thì ngưng lại cho tôi. Sao mà ngưng được bác? Nếu mà làm như vậy thì anh Bảo sẽ mất hoàn toàn khả năng hồi phục về thần trí. Đó là điều tôi muốn. Tôi muốn nó điên loạn mãi mãi. Có như vậy thì con trai tôi mới toàn quyền quản lý tài sản. Nếu như cô làm tốt thì mỗi tháng tôi sẽ thưởng cho cô 100 triệu. 100 triệu một tháng? Đúng. Cô thấy sao? Có đồng ý hay không? Nếu như không, tôi sẽ đổi người chăm sóc cho thằng Bảo ngay lập tức. Còn cô dám đi rêu rao chuyện này ra ngoài, tôi sẽ kiện ngược lại cô về tội vu khống cho tôi. Con đồng ý. Để anh gọi cho cô Nhi xem coi phòng chị Huệ ở đâu. Ừ. Anh ở đây với cậu Bảo, còn em qua đó xem coi có giúp được gì cho mẹ con chị không. Tội nghiệp chị ghê, chưa hết bệnh mà còn bị ngộ độc thực phẩm nữa. Em biết rồi. Ủa anh, cậu Bảo đâu mất tiêu rồi? Ủa, sao không thấy ai hết trơn vậy nè? Không lẽ là bệnh viện chuyển phòng cho cậu Bảo trời? À, y tá cô ơi, cô cho tôi hỏi thăm, không biết cậu Bảo nằm phòng này chuyển đi đâu rồi cô? À, lúc nãy người nhà anh Bảo đã làm thủ tục đưa anh Bảo về nhà tiếp tục điều trị à. Ủa, cậu Bảo chưa hết bệnh mà sao bệnh viện cho xuất viện sớm vậy cô? À, chuyện này tôi cũng không biết nữa. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chào anh. Em ơi em, giờ em đến chỗ chị Huệ. Anh về nhà bà chủ xem tình hình cậu Bảo thế nào rồi báo cho chị Huệ biết. Dạ, nha. Dạ. Bà chủ à, ông Sơn cứ đầu vô thăm cậu Bảo. Tôi đã nói là chờ đi mà ông không có chịu. À, dạ bà chủ, tại tôi vô bệnh viện thăm cậu Bảo, mà người ta nói là bà chủ đem cậu về rồi, cho nên tôi đến đây thăm cậu thôi. Bác sĩ nói là tình hình sức khỏe của anh hai tôi vẫn ổn, không có gì đâu. Bác sĩ, tình hình con trai tôi có khả quan hay không? Không lẽ nó điên loạn suốt đời hay sao? Trước mắt thì á, mình vẫn tiếp tục cho anh Bảo sử dụng thuốc tan máu đông, rồi sau đó mình coi nó có phù hợp với cơ địa của anh Bảo hay không, và coi nó có tác dụng như thế nào. Rồi một tháng sau á, mình sẽ đưa anh Bảo trở lại để mà chụp MRI, rồi mình xem kết quả như thế nào á, thì mình mới đưa ra phương pháp điều trị tiếp theo. Bác sĩ, theo như kinh nghiệm của bác sĩ thì anh hai của tôi có bao nhiêu phần trăm cơ hội phục hồi? Trước đây tôi cũng có một bệnh nhân cũng bị chấn thương gần giống như là anh Bảo vậy đó. Thì sau một năm điều trị thì máu bầm trong não đã tan hết. À, vậy là người đó trở lại bình thường luôn hả bác sĩ? Không, cái bệnh nhân đó thì không có điên loạn nữa, nhưng mà trở nên khờ khạo và không biết gì hết. Bác sĩ, như vậy con trai tôi hết hy vọng rồi hay sao? Tôi nghĩ là tình trạng bệnh của anh Bảo và bệnh nhân kia thì không hoàn toàn giống nhau, cho nên nó cũng không nói lên được điều gì hết. Tôi nghĩ là gia đình mình nên lạc quan và chăm sóc tốt cho anh Bảo, biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện. Dạ. Bác sĩ, có gì thì bác sĩ cứ dặn cô Ly, vì cổ là người trực tiếp chăm sóc anh hai tôi. À, tôi đã dặn dò cô Ly phương pháp sử dụng thuốc hết rồi. Bây giờ xin phép gia đình tôi về trước, rồi ngày mai tôi sẽ quay trở lại để thăm khám cho anh Bảo. Cảm ơn bác sĩ. Tôi dạ. Tiện bác sĩ. Dạ. Dạ. Mấy hôm nay bận lo tang lễ cho anh Thiên nên tôi không tiện hỏi tội anh. Rõ ràng là anh biết bà Huệ tệ bạc ra sao, tại sao anh vẫn còn đứng về phe bà? Báo tình hình của thằng Bảo cho bà biết, có phải anh bị bà mua chuộc rồi hay không? Ừ, dạ không phải đâu bà chủ. Tại vì tôi thấy hoàn cảnh của chị Huệ á, tội nghiệp quá, nên tôi giúp chỉ thôi bà chủ. Năm xưa bà nhẫn tâm bỏ rơi nó như thế nào, bây giờ còn bày đặt giả nhân giả nghĩa yêu thương nó. Anh Thiên bây giờ đã mất rồi, nó là con ruột của ảnh, tôi phải có nhiệm vụ chăm sóc lo lắng cho nó cả đời. Anh nhắn cho bà biết, đừng có bày mưu tính kế gì với thằng Bảo hết.
tốt nhất là nên trở về Trà Vinh đi. Nếu không thì tôi không tha cho bà đâu. Bà chủ hiểu lầm rồi. Thật ra thì câu chuyện ngày xưa là... Anh đừng có nói nhiều nữa. Tôi nể tình anh đi theo anh Thiên bao nhiêu năm nay nên mới không đuổi việc anh. Bây giờ tôi chỉ muốn chăm sóc cho thằng Bảo. Tôi không muốn người đàn bà xấu xa đó làm ảnh hưởng đến bệnh tình của nó. Anh cũng thừa biết là nó oán hận bả ra sao mà. Nếu như anh vẫn còn ngoan cố tiếp tay cho bả thì đừng có trách tôi thẳng tay với anh. Bà chủ vẫn còn hiểu lầm chị Huệ. Chuyện này khó mà giải thích liền được. Thôi thì cứ nghe theo lời bà chủ để còn được ở lại thăm nom tình hình cậu Bảo, rồi báo lại cho chị Huệ biết. Dạ tôi biết rồi bà chủ. Tôi sẽ không tái phạm nữa đâu bà chủ. Vậy thì từ nay, ngoài việc đưa đón tôi khi cần thiết, thì tôi muốn nhờ anh một việc. Phụ tôi chăm sóc tắm rửa vệ sinh cho thằng Bảo hàng ngày. Thằng Khôi nó đi suốt. Còn nhà này toàn là phụ nữ cũng không tiện. Như vậy anh có đồng ý hay không? À, dạ, việc chăm sóc cậu Bảo tôi làm được hết á. Dạ bà chủ đừng có lo. Vậy thì được rồi. Giờ anh về đi, sáng mai tới đây đưa tôi đến công ty họp cổ đông. Dạ. Thưa bà chủ, thưa cậu Khôi, tôi về. Mẹ, mẹ biết rõ ông ta là tay trong của bà Huệ thì tại sao không đuổi việc ông luôn đi, còn nuôi ông tay áo? Lỡ mà cái chuyện kia lộ ra rồi sao? Tất cả các loại thuốc điều trị chấn thương cho thằng Bảo thì cô tiếp tục cho nó sử dụng, còn thuốc tan máu bầm thì ngưng lại cho tôi. Sao mà ngưng được bác? Đó là điều tôi muốn. Nếu như cô làm tốt thì mỗi tháng tôi sẽ thưởng cho cô 100 triệu. Nếu như không, tôi sẽ đổi người chăm sóc cho thằng Bảo ngay lập tức. Còn cô dám đi rêu rao chuyện này ra ngoài, tôi sẽ kiện ngược lại cô về tội vu khống cho tôi. Con đồng ý. Lâu nay ông Sơn biết rõ mẹ con mình không ưa thằng Bảo. Nếu bây giờ mẹ cho ông nghỉ việc liền sẽ khiến ông nghi ngờ về vở kịch mẹ con mình đang diễn. Hơn nữa, ông không biết gì về chuyện thuốc men điều trị cho thằng Bảo nên sẽ không phát hiện gì. Mẹ cũng sẽ dặn cô Ly cẩn thận. Con đừng có lo. Còn chuyện giấy ủy quyền mẹ kêu con làm xong chưa? Con làm xong hết rồi. Cái chuyện mà giả mạo chữ ký nó nằm trong tầm tay của con mà, mẹ đừng có lo. Chị đừng có lo quá. Chắc là cậu Bảo đã không còn nguy hiểm nên bệnh viện người ta mới cho xuất viện về nhà như vậy. Chị đừng lo nữa nha chị. Đúng đó mẹ. Lúc nãy con cũng có hỏi người ở bệnh viện. Lúc anh hai về á là có bác sĩ Long với lại y tá đi theo xe cấp cứu luôn. Chắc là không sao đâu mẹ. Hay là mình cứ chờ chú Sơn về coi làm sao. Nhưng sao mẹ vẫn có cảm giác bất an từ khi gặp bà Thanh. Rồi bây giờ bà lại muốn thằng Bảo xuất viện đột ngột nữa. Chắc tại chị lo lắng quá nên mới có cảm giác như vậy thôi. Chứ tôi thấy bà chủ đã thật sự ân hận và muốn chăm sóc tốt cho cậu Bảo để trọn tình nghĩa với ông chủ. Có chuyện này anh Sơn chưa báo với chị. Cậu Khôi không phải là con ruột của ông chủ. Cái gì? Chị nói sao? Thiệt ra là lâu nay anh Sơn và tôi đều giấu chị một chuyện, là quan hệ của cậu Bảo và mẹ con cậu Khôi không hề tốt. Lúc nhỏ dù bà chủ không đánh đập cậu Bảo nhưng thâm độc hành hạ tinh thần cậu Bảo. Chị Huệ, anh Sơn đã nói dối với chị, bà chủ không hề yêu thương cậu Bảo. Chị nói thiệt hả? Tôi sẽ kể hết cho chị nghe chuyện của cậu Bảo với mẹ con bà chủ.